bạn thân yêu. Mùa này thì mùa nấm mối, mà nhà của mình thì mấy bạn cũng biết rồi đó, nhà mình có nhổ rồi 1 lần, nhưng mà nhà mình nhổ là nấm mối cuối mùa. Thì mấy năm trước thì mỗi năm nhổ chỉ được có 1 lần thôi, nhưng mà năm nay không hiểu tại sao nữa mà nhà mình nó nhổ được một cùng một cái chỗ đó mà nó lên được 2 lần, lần 2 lần nó cách nhau nửa tháng, lần đầu với lần sau nó cách nhau nửa tháng á. Thì nhà mình ăn được 2 lần thì đỡ tốn tiền mua nấm mối, mà cũng không có tiền đâu mua nấm mối đó. Bởi vậy bữa nay mình sẽ làm cái mắm cá lóc chân nấm mối, mời các bạn cùng thưởng thức nha. Giờ thì để chuẩn bị hai cha con đệ bữa nay là không có đi làm, tại vì lý do là tại vì cái chân của đệ chân ba xu bởi vì xu bởi gì con không biết bởi gì con không biết mà cái chân bị gì nói đi không biết. À, lý do là cái chân của đệ là bị dập giò. Tê tê hả? Cái tống kia sao? Cái tống kia sao? Rồi để không có đi làm. Rồi cái ngày mơi á là để nghe nói á, nghe đồn là để ngày mơi về quê. Cho nên chiều nay á thì rảnh rỗi, không có mận gì. Cho nên á qua phụ mẹ làm cái chuồng gà. Thì chỗ này á là ngay bụi tre, cho nên sẵn có mấy cây tre rồi, khỏi cần đi đâu xa hết á, mình làm tại chỗ luôn hả? Bữa hổm con bắt con chơi phải không? Con bụng dây Sư sư, Vi Vi bụng chân nó chơi. Đúng rồi. Con Vi với Sư bắt mấy nhà tre nè, bụng dây lại. Út đi tiệm, Út mua lưới cho chú đệ làm chuồng gà. Hả? Út chạy múc múc bên đó rồi. Cây này nè. Cây nào đâu chỉ mẹ coi. Cây nào? Chú. Chú ơi, cây này nè. Nãy nó kêu cây này nè. Chú đợi. Ờ. Không có quýnh, Vi khoái đòi dò đầu Xu. Không phải. Mà Xu rất là hiền, Xu để im cho Vi dò hả? Không phải là đầu Xu mà thấy mé nào mà cái đầu mà tọc tọc á, tọc tọc là không thấy à. Mấy con gà dở cái chuồng ra bắt nó chơi vậy hả? Rồi mình nó thì tính là làm chuồng gà ngay cái bụi te này luôn, tại vì tối á mấy con gà nó khoái lên đây ngủ ghê lắm. Rồi mẹ ơi, cho nó một cái nhà nhỏ ở đây luôn. Nói cất cái nhà nhỏ nhưng mà mình cũng không biết có lập lá hay không nữa, hay là dừng xung quanh. Nhưng mà chưa thấy gì, thấy dừng xung quanh trước rồi. Ý cha, có con chó thắng bãi chạy ngang rồi Dung. Hai có coi phim chàng trai thắng bãi không? Không. Phải không? Chàng trai thắng bãi, chàng trai thắng 12 đâu. Chàng trai thắng 12 mà chàng trai thắng bãi. Xu lên đây con. Lên đây con. Mà cái cây măng đó là nghe nó lên cao rồi, chắc là mẹ anh để thành te á, chứ ba lớn vậy là hết ăn được rồi. Chạy vô lông gớt nè, gớt lông ngứa chết rồi. Chị ba bị mắc kẹt ở trong cái lại đây vô lại đi. Bơi làm sao con? Bơi làm sao? Hồi nãy con Vi ơi, hồi nãy á con thấy Xu lại con la lên sao? La lớn chút nữa đi. Lớn chút nữa đi. Nữa. Xu la thử đi Xu. Dép bãi. Thấy chú đệ mang dép cứ nói dép bãi, tại vì ông bãi kế bên cũng mang là dép y chang chú đệ.
giờ Vi cứ nói là chú Đệ mang dép của ông Bảy không à. Đây con đâu có bước xuống được. Nha, xin qua thì đi mua lưới rồi. À, xíu nữa mua lưới về là đợi làm luôn, làm liền luôn. Hồi nào tới giờ là mấy bạn thấy làm nhà, làm chòi chứ chưa thấy làm chuồng gà. Bữa nay mình sẽ làm chuồng gà luôn. Chung là mình xung quanh ở dân ở vườn mình á, là muốn sống nổi ở vườn là cái gì cũng phải biết làm thì mới sống nổi. Còn biết một ngày mà ở dưới quê là sống tật vượt lắm. Mình không làm được cái này thì mình làm được cái kia. Ơi. Biết hả? Bắt chè cho con chơi. Ừ, chút xíu bà bắt cho. Chùi đầu. Nhà sư có nuôi gà không? Vậy úp về, úp về, úp về, có không úp? Có không? Nhanh quá ta. Ủa có sao nhỉ? Rồi Vi bị một con muỗi đớp ở trên đầu rồi. Không, con muỗi nó cắn rồi, nó bay rồi con. Muỗi bay rồi. Muỗi bay rồi con. Còn Su đang làm nông dân kìa. Đó, Su cũng bắt trước á, bắt trước cha đó. Su về ngựa lớn cũng giỏi lắm á. Kìa, ba cầm cái cây kìa Su. Ba xách cái cây kìa. Đó, thấy chưa, lại đây. Lại đây đây. Tiêu rồi, lẹ lên, muốn ăn cây không? Vi ơi. Con à ông ở bà đi. Ông à, ở bà đi con. Con à ông ở bà đi. Thì con à ông ở bà đi rồi mẹ cho con dép. Rồi con à ông đi. Em đi đó thì bắt gì vậy? Ôi nhanh dữ hả? Lại, lại. Phanh ta lại đàng hoàng. Rồi con phanh ta lại con à đi rồi mẹ cho. Ẩm con. Phanh ta lại con à đi rồi mẹ cho. Ẩm con. Thì con phanh ta lại con à đi. À ông. Ẩm. Thì con à ông đi. Ông. Giỏi quá. Giỏi quá, trình giỏi luôn nha, ọc lèo luôn. Út ơi. Út đi chưa về con. Út chạy lên, hồi nãy Út chạy về, Út mua, Út tưởng đâu chạy về có lưới. Ai ngờ Út chạy về nó không có lưới. Hỏi sao vậy? Út nói không biết mua khổ nhiêu. Chạy về, về rồi giờ phải chạy lên tỉnh xách lưới về. Giờ để đào lỗ. Ủa nãy chặt được mấy cây rồi đây? Đây đào lỗ để mình chôn cái cây te. Chôn cái cây te rồi hồi cột lưới vô xung quanh mấy cây te này là xong. Xong chuồng gà. Mấy mốt là mấy con gà nó không có chạy đi tầm bậy bạ nữa. Kìa. Hồi nãy giờ đã hai lỗ rồi, giờ ngàn lỗ nữa. Ai qua đi mua lưới để về. Cái ba mà có nó cắt ra dụng nên cắt ra dụng ổ. Nên lấy luôn phải không? Ba có bán rẻ không? Lấy luôn có bán rẻ không? Nhiều ký. Không biết luôn mà ký ba là 98.000. 98.000 hả? Không có hỏi nhiều ký. Vậy không, bà cắt ra. Ba bán rẻ thì mua, còn cắt ra thì bán nguyên cùng nhiêu đó thì mua. Nhiều không ta? Quấn qua cây cột điện này luôn hả lại? Chắc cho nó vô. Như đây đủ không? Kệ, không đủ gì cũng như đây.
cái này là làm cửa đi ra vô. Cửa thì ngay cây cột điện luôn. Ủa cây cột này đâu có điện đâu phải không? Vậy là có sẵn rồi mà cây cột này không có điện. Đủ không ta? Dư hả Hiếu? Hiếu thì được chứ. Hiếu hả? Rồi Hiếu rồi. Hiếu rồi giờ sao đây? Nãy thì để kêu mua nửa ký, mình nói thôi mua đại nửa ký sợ thiếu, mua đại nguyên ký đi, giờ mua nguyên ký thì cũng còn thiếu. Vậy giờ sao? Làm nữa cái chuồng gà tốt hả? Làm nữa chuồng gà tốt. Mình phải bữa nay phải chắc phải mua thêm ký gửi nữa quá. 2 ký. Hả? Đợi nói là nhớ mấy năm trước á là một cái nửa ký lưới nhiều dữ lắm nhiều, sao năm nay nửa ký lưới sạch. Bị nhót rồi. Rồi giờ mua 1 ký 3 mà được có nửa cái chuồng gà thôi. Mà bây giờ thì cũng tối rồi. Ở ngoài ngoại thì người ta cũng còn bán. Nhưng mà mình thấy á, mình thấy á là ủa, mình thấy là ở đằng này nè, nhà mình còn lưới nè, lưới này còn xài được nè. Đó thì mình nói để là lấy cái lưới này đem qua làm chuồng gà luôn, có nghĩa là khỏi đi mua lưới. Cây này dài rồi ha. Ở đây có mấy cái mục măng nè, nó đang lên nè, tháng mưa này nó lên dữ lắm. Bây giờ để ba cái cây xuống luôn. Làm cũng nhanh hơn đấy. Giá rồi. Giá hả mẹ? Giờ mẹ mình bắt cái nồi nước lên. Luộc xương. Mẹ luộc xương xương đậu heo. Sáng nay thì mình đi chợ cái mình mua xương dầu heo thì nó mắc quá, mà mình thấy người ta có bán cái xương dầu heo nè, mà xương dầu heo thì nó rẻ cho nên mình không có tiền mình mua xương gì xương dầu heo thì mình mua xương dầu heo về để ở nhà mình thấy mình thấy có mấy cái mục măng. Mẹ nói là bây giờ mình chuẩn bị mình đi chặt mục măng để về nấu canh măng mình ăn cho nó đừng có bị ngán mà nó ngon nữa. Từ từ con còn cái nồi này thì mẹ luộc trước, mẹ luộc cái xương đậu heo trước rồi lát nữa nó chín mình bắt đầu mới vớt ra nấu với canh măng. Cái chuồng gà của mình thì xong rồi, giờ mẹ vô mẹ nói trong đây có nhiều mục măng, mình đi kiếm mục măng. Dạ bắt măng nào rồi ơi cứng ngắc rồi không gà. Hả à, Khánh mua cũng vừa vậy bữa nữa tầm rau có mà bạn hai loại lận á hả à. Mà tao tấu với mua cũng vừa luôn đây một măng
mẹ kiếm cái một măng nào vừa 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 đủ ăn được rồi. Mẹ nói chặt mấy cái mực nhỏ nhỏ vậy nè, mình ăn cho nó ngon. Một bự quá ăn cũng không ngon hơn nữa, tại vì ăn không hết, ăn nhiều quá thì thành ra nó không ngon. Ừ. Ngọc nữa hả mẹ? Để thằng tre nó cái hộp ở ngoài bìa để thằng cây xài còn mình chặt nó 100 nha. Trăm nó nhiều một quá mấy chị sẽ mất. Rồi mình thanh là mình sẽ nói gì đâu mình tôi thương người. Thanh ta lại. Được chưa mẹ? Hai mực hả? Hai mực đủ ăn hả? Vô. Vô vô vô. Máu phải đủ vậy đó nha. Vô qua. Để chuyện sót em á. Vô. Có hai nhẫn, hai nhẫn này là mẹ đắp qua đây rồi. Thả không vậy? Thả gà đắp lá. Đây. Hai cái nhẫn này mình đắp ra. Mẹ bắt ra, mẹ thả vô đây cho nó đi tới đi đuôi. Dễ lọc quá mẹ. Không hiểu à. Dễ lọc giờ là hiểu. Rồi mình tách ra cái nó ra. Dì Út cũng giỏi lắm chứ, đâu phải chơi. Đâu phải dẫn chơi. Không có kinh nghiệm mà dì Tư hồi đó dì Tư bần. Dữ lắm á. Con của ông chị nó về, bà nó qua mới thấy ông ngoại, mới thấy ông ngoại nó dẫn nó về kìa. Ăn chè thì giờ là bạn cùng tuổi với Yên Tiền luôn. Hồi ở đó ở xóm thì có mấy đứa nít nhỏ 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 lận Vi vậy á, mà đông lắm, toàn bạn gái rồi mà. Mà giờ thì tụi nó đi lấy chồng hết trơn. Còn xóm xóm mình thì còn có thằng Tiền. Còn đáng lẽ là nếu mà chưa chồng ha, mà nói gì con gái là xóm này đệ nhất thiên hạ, làm như sớm này không có con trai vậy á. Sớm của mình á, nhất là nhà mình, nhất là nhà mình, đặc biệt là nhà mình. Nhá con nào bị dụng quá à. Đưa mày bài coi. Nhìn nè. Nhìn kìa. Ở nó cái sách bài á mà tại hãy kêu bài vòng tròn. Đó, nó cái cho bự. Nhìn qua, nó cái cho bự rồi nhìn kìa. Mấy cái này là chuyện nhỏ, nhỏ hơn ăn cơm. Mày làm này mới ăn cơm được. Mình làm nhiều cái chuyện giống vậy mới ăn cơm mày được. Mày lấy con mượn bà giống vậy thử nè. Cô trắng cắn. Cô đen cắn cô trắng. Cô đen cắn cô trắng. Không dữ rồi ta. Mẹ hai con nó nhốt chung không được nha ơi. Trời, nó cắn hồi chết cái cô trắng. Cô trắng nó hiện hơn cô đen. Cô đen không dữ rồi. Nó lại dĩa dĩa lông kìa. Đi được chứ mẹ. Cô đen là cô đất. Cái này bự quá. Không cầm không nổi đâu không vào mà. Hồi sáng đi chợ mẹ. Thấy cái chị với thằng heo á. Chỉ cầm con dao, chỉ chặt thằng heo đó. Con cầm dao chứ cầm không nổi.
Dao bự chảo lắm. Dao nó nặng. Dao chặt xương heo mà. Dao chặt xương heo chứ phải chặt thịt heo đâu. Dao nó đâu có dao nít. Dao xương. Con còn kêu qua né ngay cái mũi dao mà. Né qua chứ không lạc đạn. Ghê chết rồi, nhìn giống ghê. Lạc đạn là xong. Xương được rồi, giờ nhắc xuống bắt nồi nước lên luộc măng. Luộc măng trước khi mình ăn mình phải luộc bỏ nước. Nóng đừng cho Vi lại gần nha ba. Giờ mẹ bắt nồi nước lên mẹ luộc măng hả? Chụm thêm miếng củi đây qua. Ủa cái này giờ mình còn rửa lại đúng không ạ? Có rửa lại. Rửa lại. Rửa lại cái nước đó, cho chó ăn. Mình không ăn, mình ăn cái nước, mình ăn cái nước kia chứ không phải nước này nữa. Nãy hai hàng biết Vi đi tê tê mình làm gì không hả? Làm gì ba? Tên tận cái bạn chữ cái của nó. Ừ. Cái gấp cho. Cái B nè, cái đắp vô cái thấy không có ai gì á. Ừ. Cái đi tè xuống vi nè, tại qua nấp. Ừ. Mà nấp cái đi không thấy qua. Mà có nè. Mà qua có kêu qua Vi ơi không? Không, không có kêu luôn. Không có kêu cái vi nè xong xuống mà giúp vô đi tè. Cái qua đi xuống cái thấy vi nè làm gì á? Trời ơi. Nó lắp đúng chữ B luôn. Vậy hả? Hay vậy. Nó biết chữ C nữa. Uh-huh. Ở chữ C cái chỉ ngay chữ C. Vi đang làm gì đó? Vi ngủ hả? Vi ngủ hả? Vi nhìn mẹ cười cái đi. Vi nhìn mẹ nè. Nè, nhìn mẹ nè. Ôi cái lưỡi mẹ này, cái lưỡi mẹ nè. Cười. Vi cười với mẹ đi. Hả? À. Té. Ôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cướp. Sợ quá. Sợ quá hả? Cướp. À. Coi chừng lăn xuống đất nha. Vi coi chừng lăn xuống đất nha. Ờ. Nha, có con kiến. Cướp. Đây nè, đây nè. Cướp. À. Được không? Vi ơi. Vi dậy rồi. Vi dậy rồi hả? Vi leo lên nữa hả? Té xuống đất, xích vô để té xuống đất. Té bể đầu đau khóc á. Vi ơi. Ôi cái mặt kìa, cái mặt bánh bao, cái mặt bánh bao. Cái mặt bánh bao. Đâu cái mặt bánh bao đâu chỉ, cái mặt bánh bao mày coi đi. Đâu, bán cho cái bánh bao đi. Cô hai bán cho cái bánh bao đi cô hai. Cô hai ơi. Bánh bao. Cô hai ơi. Bánh bao. Bán hát chứ vậy. Bán cái bánh bao đi. Bán cho cái bánh bao đi cô hai. Ôi trời ơi, cô hai cười. Cháu hết đi. Vi làm mũi dép Vi của Vi rồi hả? Tao, em bé Vi đâu? Rồi mang dép vô đi rồi ấm em con. Em khóc rồi. Em khóc chưa? Em khóc rồi hả? Lụm ấm em đi con. Đâu? Sao mày đang kiếm tao vậy? Nước sôi rồi con bỏ mang vô nha hai. Ừ. Giờ tiền luộc măng mà nước nãy giờ mẹ để lên cũng sôi rồi. Giờ tiền luộc măng thấy giờ quậy mà nên đang quậy lên ra giờ bắt nồi nước rồi nó nấu cái hầm canh măng rồi. Vậy là mẹ luộc xương nặng lần nữa hả mẹ? Giờ nấu cho nó mềm lại rồi cái để măng vô cái nêm nếm cái ăn măng là chính nè. Vậy có được ăn mà nó hụt quá chừng mà mẹ ơi. Nồi măng thì mẹ để qua bên kia rồi.
còn bên đây thì cái nồi xương đậu heo. Mình mua có nửa cái à. Tại vì con heo này nó nhỏ chứ không phải là con heo bự nữa. Nếu mà mình nói heo bự hơn nữa cái đầu của nó là một thon này luôn á. Mẹ. Nấu cho nó mềm lại mới được. Nấu mình lột sơ bỏ nước. Nước đó mẹ có cho chó chưa? Đó để trong này. Mẹ có. À, để mẹ nhắc mày mang xuống con lấy củ hành để đánh sắt đi con. Dạ. Cắt trộn vô mắm mắm này chân cho nó thơm. Mẹ lấy mấy cái củ nó mọng trước á mà. Thì để mẹ quăng. Lấy ra chỗ mẹ nắm quay. Mẹ vớt kịp ăn ra rồi mẹ còn rửa lại nước lạnh nữa. Mẹ rửa lại nước mặn rồi sau đó rửa lại nước lạnh. Con nói gì? Sao? Lấy gì? Lấy gì? Lấy nào đâu? Lấy nào? Lấy hả? Lấy hả? Vi đòi lấy cái điện thoại. Hello. Hello. Nghe nè. Hello, Vi hả? Vi đang làm gì đó? Đâu? Chạy vô để ngoại bắt vô chuồng này con ơi. Đi vô đây nè, đi lên đây. Lại đây để bà ngoại bắt con vô chuồng à. Lại lên. Rồi Vi nói đi, Vi nghe điện thoại, Vi nói gì đi. Alo. Alo, alo. Mẹ mày, bây giờ mày để măng vô. Tống đã la làng rồi đâu có thống. Chó mà nó sôi chúng nó lột da à, dữ lắm. Đây là nấm mối đó, nhà mình bơ hẩm nấm mối hôm nay còn mình gói giấy báo thiệt là kỹ rồi xong cái mình để vô một cái tấm mũ xong rồi cái mình còn để vô tủ lạnh giữ ngăn mát á thì còn được nhiêu đây bữa nay mình ăn cho hết luôn đó. Còn cái này á là mắm cá lóc, mắm cá lóc cái khứa này thì nó hơi bự nhưng mà bữa nay mình ra chợ á mình mua cái khứa nhỏ mà không có còn, còn hai khứa bự y chang gì luôn, thôi mình lấy đại chứ như mình mua 10.000 thịt heo. Thịt này, thịt heo này á thì mình bầm cho nó nhuyễn ra. Thôi bây giờ mẹ trộn. Đang đi đưa võng rồi. Vi thì nhảy lên võng nằm rồi. Tại vì chạy tới chạy lui lộn xộn quá. Bắt lên võng rồi, nằm rồi pha cho bình sữa rồi chút xíu nữa bú rồi sắp tới giờ ngủ rồi ngủ giấc. Tới chiều là coi như xong một ngày của Vi. À, cái tuổi của Vi bây giờ là ăn và ngủ. Còn cái tuổi của dì Út là học và hửi. Còn cái tuổi của dì Tư là làm để kiếm ra tiền. Mà không thấy tiền đâu hết, chỉ thấy ăn thôi. Ủa, cái chai này như hết tiêu rồi. Nếu thấy mẹ đâu qua mở thử qua. Còn mẹ, mẹ hai mẹ. Tuổi của hai là cố gắng làm nhiều hơn thế nữa. Để cho con, để lo cho Vi. Con em hay sao? Phần tuổi của mẹ là ăn hưởng tuổi già. Ê chứ nói mẹ già ấy mẹ. Già già chứ có gì đâu. Già có gì đâu sợ. Giờ mẹ xay thêm tiêu. Mẹ xay thêm tiêu mẹ để vô mắm nè. Tiêu nhiều nó mới ngon, mới thơm. Mẹ nói thì tiêu nhiều nó mới thơm. Ủa, Vi hát hay gì ta? Hát hay nói chuyện mình hả? Còn xuyên qua thì nãy giờ lột củ hành tím hay? Hành sắc ra mình để vô canh đó qua. Mình sắc khúc chứ không phải sắc nhuyễn. Phải không mẹ? Sắc khúc. Tại vì mình hầm với quá. Lại xương với lại măng thì mình sắc khúc, mình sắc nhuyễn mình gấp không được. Cỡ này bỏ vô cái
nồi ha. Ừ. Mình để nó sắc làm hai chứ không phải dài bự quá, dài quá. Để hành vô đây luôn ha. Trước mặt. Hả? Để hành vô luôn mẹ.